Trước hết Steven xin kính chào quý vị đã theo chương trình Steven My Fishing Show. Và người khách đặc biệt hôm nay của Steven là một người bạn thân, đó là anh Duy Hải. Anh Duy Hải có đôi lời gì nói với quý khách của Steven My Fishing Show đi Hải? Duy Hải xin kính chào toàn thể quý vị và cũng xin kính chào quý khách đang theo dõi chương trình Steven My Fishing Show. Và cũng xin chào quý khách trên đài Global TV của Houston. Đây là một con tôm tươi, tôm này mà cá đù mà đi ngang qua mà thấy tôm này là không bao giờ mà bỏ qua hết. Đó, cái kiểu Duy Hải thường thường câu á, là thích câu á, là móc con tôm từ cái đuôi lên, lên, lên đầu đó. Lúc mà con tôm mà nó rớt xuống nước á, nó bơi, giống như không phải bơi mà nó chìm mà nó cũng giống như con tôm bơi vậy đó. Đó, cá nào mà gặp vô là cũng cũng không bao giờ mà bỏ qua hết. Ok. Giờ xong thì mình ngồi mình đợi chắc cũng không bao lâu đâu. Cao tay lắm là 1-2 phút là bảo đảm là cá ăn. Đang đợi. Trong lúc anh Duy Hải đang câu bên tay phải thì Steven sẽ thử thử vận bên tay trái. Y chang như đi thường lệ, tôm y chang vậy thôi. Không có gì hơn. Steven có hứa với anh Duy Hải đó là hôm nay á mà có cá gì đó là cho Duy Hải mang về hết. Tại vì anh Hải anh có lòng thương người. Cá nào mà anh bắt về anh phơi khô rồi anh gửi về bên Mã Lai. Mã Lai hay là Campuchia ta quên rồi. Thái Lan. Thái Lan, Thái Lan. Thái Lan kìa. Họ bên đó nghèo lắm. Hay là Africa. Africa. Hồi sáng giờ ra đây cũng được 45 phút rồi. Cá thì cũng lĩa ra rai. Cũng đang đợi, đang ngồi chờ thời. Đây nè, đây nè. Yeah. Oh yeah. Yeah. Oh yeah baby. Man. Vậy mới là dữ dội nè, quý vị thấy chưa? Thấy cần không? Đây. Man, cá gì đây? Kéo cũng dữ lắm nha. Wow. Lên rồi, lên rồi, sắp lên rồi. Đây này, đây này. Oh, cá này là cá đuối rồi. Biết sao được. Wow, cá này cũng chạy qua chạy lại dữ ha. Yeah. Wow, cá đuối. Cá đuối này á, lớn thêm chút nữa là nấu canh chua rất là ngon, nhất là cắt hai miếng này ra, hai miếng thịt bên này ra canh chua hoặc là hấp lên cuốn bánh tráng chấm mắm nêm cũng rất là hết sảy. Còn quý vị nào mà con em ở nhà mà không nghe lời bố mẹ, cái đuôi này nè có thể cắt ra phơi lên rồi là đánh đòn cũng ok lắm á. Quý vị ơi, con này thì hơi nhỏ thì Duy Hải sẽ bỏ lại, thôi là bị phạt đấy. Quý vị ơi, hồi sáng giờ câu được một con cá đuối thì bây giờ ngồi tới chỗ khác nhưng mà ngồi cũng được 15 phút rồi. Theo Hải nghĩ là chỗ này cũng có cá đang ăn nhưng mà nãy giờ chưa catch được cái gì hết. Cũng đang đợi thôi. Ôi dạ. Wow. Oh. Quá. Wow, cá này cá lớn đó nha quý vị, cá này cá lớn đó. Wow, không biết cá gì mà cá rất là lớn. Cá này là Duy Hải xài cái mồi tôm mà con tôm rất là to. Rất to với đường cá, không biết cá gì đây mà cũng lớn lắm, rất là lớn. Wow, cá sủ to quá. Struggle, okay. Struggle. Wow. Quý vị ơi, cá sủ này to lắm, cá sủ này Duy Hải nghĩ chắc khoảng 25 tới 30 pound á. Mà cá này nướng, một là nướng cuốn bánh tráng hay là chiên lên ăn cũng ngon lắm, rất là ngon. Wow. Wow, sắp lên rồi.
Wow, với lại kéo nãy giờ cũng được 20 phút rồi đó. Những cá kia đang kéo đó. Wow. Cái này cá sủi. Wow, cá sủi to quá. Nè. Wow, cá to. Oh, voilà. Yeah. Cá này Duy Hải kéo hồi nãy giờ cũng được 20 phút rồi. Cá nó mệt mà Duy Hải cũng mệt nữa. Thì bây giờ cá cũng sắp lên rồi. Ok. Ok. Wow. Kéo cá cũng được 20 phút, Duy Hải cũng mệt quá rồi. Cá cũng mệt luôn rồi, bây giờ đang lấy cái lưỡi này ra. Con cá này ra sao? Theo Hải nghĩ là con cá này 3 gia đình, 4 gia đình gì ăn chắc cũng không hết đâu. Cá rất là to. Ok. Cá này là cá sủ đó, cá sủ đen đó quý vị. Đó, quý vị thấy cá chưa? Cá này theo Hải nghĩ là 3 gia đình, 4 gia đình ăn một tuần cũng không hết nữa. Ok. Yes baby. That's how we do it on Steve and My Fishing Show baby. Yeah. Cái này Duy Hải kéo cũng gần 30 phút. Hải với con cá này rất hai người rất là mệt. Bây giờ cầm con cá này nói chuyện mà cũng đang run run nè, từ mệt quá rồi. Thì Duy Hải cũng không biết nói gì hơn, cũng xin tặng con cá này cho quý khán giả của đài Global TV Houston. Một lần nữa Steven cảm ơn quý vị đã theo chương trình Steven My Fishing Show, đặc biệt quý khách của đài Global TV Houston. Hôm nay quý vị thấy là anh Duy Hải rất là may mắn câu được một con cá sủ to như cái nhà vậy đó. Hôm nay thì Steven biết là Hải mang cá về cho má nấu canh chua. Đúng rồi, trước hết thì nấu canh chua. Rồi nếu mà còn dư cái khúc này khúc kia thì mình có thể nướng lên cuốn bánh tráng chấm mắm nêm đại khái vậy đó mà. Thì ok, bây giờ một lần nữa thì Duy Hải cũng không biết nói gì hơn. Trước hết là cảm ơn anh Steven, Steven Mai. Và cũng cảm ơn quý vị đang theo dõi của Steven The Fishing Show. Và cũng cảm ơn quý vị ở Houston đang theo dõi Global TV. Thank you very much, bye bye. Cảm ơn, see you guys next time.